Xin kính chào quý khách hàng và các nhà đầu tư. Ngày hôm nay bất động sản Mộc Hỏ xin gửi đến quý khách hàng và các nhà đầu tư một ngôi nhà mới sơn sửa lại. Hẻm số 71 đường số 4 phường Linh Tây, quận Thủ Đức. Hôm nay là thành phố Thủ Đức. Đường trước nhà hiện tại nó là đường 2,5 m, có đoạn 2 m. Sẽ bao gác vào vô tư. Diện tích ngôi nhà của mình nó là ngang 3,9 m, dài 12,5 m, rộng 13 m. Hiện trạng ngôi nhà của mình nó là một trệt, một lửng, hai phòng ngủ, hai WC. Này là tầng trệt bao gồm có phòng khách, bên trong nó có một cái phòng ngủ và phía sau nó là bếp. Toilet. Nhà thì mới được sơn sửa trang trí lại rất là mới. Quý khách hàng và các nhà đầu tư chỉ việc dọn vào ở ngay. Đúng không ạ? Tầng trên thì có bao gồm một cái phòng ngủ riêng biệt lớn, với lại một cái sân chơi. Có thể là bố trí thêm một phòng nữa cũng được, hoặc là tùy vào cái mục đích sử dụng của mình. Từ vị trí ngôi nhà của mình ra mặt tiền đường số 4, 300 m, về lại nút giao Tô Ngọc Vân, với lại Nguyễn Văn Lịch, với lại Kha Vạn Cân, Phạm Văn Đồng, chợ Thủ Đức, ngã năm chợ Thủ Đức, với lại đại học luật, làng đại học, làng sinh viên, làng cà phê, từ 5 đến 10 phút di chuyển, thuận tiện đi tất cả những cái khu vực trung quanh. Thì nhà rất mới, nội thất thì tương đối cơ bản đầy đủ. Quý khách chỉ cần dọn vào ở ngay thôi. Quý khách hàng và các nhà đầu tư quan tâm xin liên hệ với lại bất động sản Mộc Hỏ 0902 669 004 để nhận được báo giá tốt nhất, cũng như là xem thêm những cái sản phẩm để chọn cho mình cái kênh đầu tư cũng như là nơi an cư. Xin nhắc lại, bán ngôi nhà một trệt một lửng, hai phòng ngủ, hai WC, mới sơn sửa lại, hẻm số 71, đường số 4, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, đây là thành phố Thủ Đức. Đường trước nhà hiện tại của mình nó là đường xe ba gác chạy được. Hiện trạng một trệt một lửng, hai phòng ngủ. Xin hẹn quý khách hàng và các nhà đầu tư trong những cái video clip sản phẩm tiếp theo. Quý khách hàng và các nhà đầu tư hãy đăng ký kênh Bất Động Sản Mộc Hỏ Real để nhận thêm những cái sản phẩm mới khi được up lên.